Kênh Top YouTube xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chia sẻ với các bạn đề tài Trường Giang bất mãn khi thấy Minh Hằng được trai đẹp ôm chặt, nam danh hài liên tục đập bàn và la toán, hai đứa bùng nhau ra. Mỗi khi Trịnh Thăng Bình và Minh Hằng dành cho nhau những cử chỉ tình cảm, mới đây Minh Hằng đã trở thành khách mời chính thức trong chương trình Ca Sĩ Giấu Mặt. Nhiều bạn bè nghệ sĩ thân thiết với nữ diễn viên sắc đẹp ngàn cân cũng tham gia ngồi ghế nóng và cổ vũ cô như Trịnh Thăng Bình, Ngô Kiến Huy, Chí Thiện, diễn viên Trường Ngọc Ánh và Hiếu Hiền. Trong số các khách mời từng tham gia chương trình, Minh Hằng được xem là một trong những cô nàng hiếm hoi được MC Trường Giang ưu ái nhất. Thay vì buông lời trêu chọc, dìm hàng người đẹp trên sóng truyền hình, bạn trai Nhã Phương luôn dành cho những lời có cánh để khen ngợi nhan sắc của nữ ca sĩ sinh năm 1987. Dù 10 năm trước, Minh Hằng từng tăng cân chóng mặt để tham gia bộ phim Gọi Giấc Mơ Về, nhưng đến thời điểm hiện tại, Trường Giang cho rằng từ ngoại hình đến vóc dáng của Minh Hằng đều đã đẹp đến mức hoàn hảo. Ngoài ra, trong chương trình vừa qua, Minh Hằng cũng đã có màn kết hợp bất ngờ cùng Trịnh Thăng Bình với ca khúc Một Vòng Trái Đất. Tuy lần đầu đứng chung sân khấu, cặp đôi vẫn diễn xuất sắc, rất mùi mẫn và ngọt ngào. Giọng ca của người ấy còn nắm tay ôm eo và dìu Minh Hằng xoay mấy vòng trên sân khấu. Thậm chí, cả hai còn tựa đầu vào nhau không khoảng cách. Sự thân mật của cả hai đã khiến Trường Giang không khỏi ghen tị. Anh liên tục đập bàn và la hét hai đứa buông nhau ra, sao cứ ôm nhau miết vậy, bực mình khiến cả khán phòng cười ồ thích thú. Phản ứng bất mãn của Trường Giang khi ngồi theo dõi trên ghế nóng, anh nhiều lần đập bàn và yêu cầu cặp đôi ngưng ôm nhau. Ngô Kiều Huy cũng có màn nhảy múa ngẫu hứng khá hài hước cùng bé heo trên sân khấu Ca Sĩ Giấu Mặt. Ngoài MC Trường Giang và Ngô Kiến Huy, diễn viên Trương Ngọc Ánh, Hiếu Hiền cũng có mặt trên ghế nóng để ủng hộ Minh Hằng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi tin tức của Top YouTube trong tuần nhé các bạn. Các bạn thấy hay hãy like và share video của mình cho mọi người cùng xem nhé. Và đặc biệt các bạn hãy đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.